Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được các cấp bộ đoàn tỉnh Lào Cai triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Thế Dự, một thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở thôn Liêm, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Giống cá bỗng này tưởng chừng không thể phát triển trong môi trường ao hồ, bởi nó là loài hoang dã, quen sống ở sông, ở suối. Vậy nhưng sau khi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, anh Nguyễn Thế Dự ở thôn Liêm, xã Liêm Phú đã nuôi thành công loại cá có giá trị kinh tế cao này. Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, anh Nguyễn Thế Dự chọn hướng trở về quê hương Văn Bàn để phát triển sự nghiệp và theo đuổi đam mê làm kinh tế nông nghiệp. Khi mới bắt tay vào khởi nghiệp, anh Dự đã lựa chọn mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, chủ yếu là các giống cá chấm, cá rô và cá chép. Sau nhiều nỗ lực, hiện mô hình kinh tế vườn ao chuồng của gia đình anh đang cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, việc nuôi cá bỗng chính là tâm huyết và thành công lớn nhất của anh Dự, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngày xưa thì ông cụ thì đi suối thì bắt được con về thả thử, thì thực ra thì nó phát thích nghi và phát triển được cái ao của mình. Chính vì đó thì trong môi trường học tập chuyên nghiệp thì em cũng có nghiên cứu và cũng đã tìm được giống về nuôi thử. Thì hiện tại ao em thì nuôi vào đến số lượng 1000 con rồi. Mặc dù chậm nhưng mà loài cá này nó rất là thích nghi tốt và để phòng chống được dịch bệnh rất tốt, không phải sử dụng thuốc kháng sinh gì hay là một loại hóa chất thực phẩm nào để phòng chống dịch bệnh, rất là tốt. Theo anh Nguyễn Thế Dự, cá bỗng rất dễ nuôi nhưng với điều kiện nguồn nước ao phải đảm bảo sạch và có nước ra vào thường xuyên, đảm bảo nguồn oxy thì cá sẽ lớn nhanh hơn. Khi cá đạt trọng lượng từ 1 đến 2 kg thì bắt đầu chậm lớn hơn, nhưng vẫn cần phải nuôi tiếp để đảm bảo chất lượng thịt thơm ngon. Thức ăn chủ yếu của cá bỗng là cỏ, lá sắn, cây ngô. Thời gian thu hoạch loại cá này có thể kéo dài. Cá bán ra thị trường rất được ưa chuộng, dù giá khá cao. Giống em vẫn phải mua ở chỗ khác về. Thứ nhất là cái dòng nó theo dòng sông chảy, cái vùng đất bên dốc mà Hà Giang ấy, để lấy về. Mới đầu là phải ươm ở cái ao bé trước để nó đủ kích cỡ. Khi nào con nó rơi khoảng 3 đến 4 lạng mình sẽ thả cái ao to. Cá này là giống cá nó về cái cá suối, về tốc độ sinh trưởng nó rất là chậm. Nhưng được cái ưu thế của nó là rất là kháng mầm bệnh. Mặc dù phát triển chậm nhưng mà trong chu kỳ khoảng 2 năm quay lại thì cũng có thể xuất bán. Và giá thành ngoài thị trường nó lại cao hơn, dễ bán hơn. Giá trung bình bán hiện tại gia đình phải rơi khoảng 300-350 một cân. Mỗi năm thì em tính bán theo đầu con. Thì hiện tại cái lứa cá lớn thì nó rơi khoảng 300 con. Trung bình 2 cân thì nó tính ra khoảng 6 tạ. Cùng với nuôi cá, bắt đầu từ năm 2016, anh Nguyễn Thế Dự đưa thêm mô hình nuôi bò sinh sản nuôi nhốt vào phát triển kinh tế gia đình. Dù thời gian đầu cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng khi chủ động được nguồn thức ăn là cỏ voi, gia đình tự trồng và đầu tư hệ thống chuồng trại kiên cố, thì mô hình nuôi nhốt bò sinh sản đang mang lại tín hiệu khả quan. Với 15 con bò cái ban đầu, sau 2 năm nuôi, tổng đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên gần 30 con. Năm 2018, anh Dự đã bán 8 con bò, thu về cả 100 triệu đồng. Mình nuôi thả nên là nó không phát triển được. Thì gia đình mới nhận thấy được rằng thứ nhất là về thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế của Ủy ban xã cũng như là cái nghị quyết của Đảng ủy xã cũng như Hội đồng nhân dân thì đang chuyển dần cơ cấu là từ nuôi đại gia súc chăn thả chuyển sang nuôi nhốt tập trung và dần để phát triển thành hàng hóa. Thì thực hiện chủ trương cũng như là mong muốn của gia đình đã chuyển dần cái đàn đại gia súc trâu với bò mình đang chăn thả ngoài đồi đất trống đầy trọc trở về cái nuôi nhốt. Và cảm thấy sau khi mình nuôi này thì quản lý tốt hơn và sức sinh trưởng nó được nhanh hơn và có tạo thu nhập kinh tế gia đình so với cái mình chăn thả ngoài tự nhiên. Hiệu quả nó lớn hơn rất nhiều. Hiện tại bây giờ thì trong chuồng thì nó rơi vào khoảng 20 con. Thì đang ăn theo cho ăn nuôi theo phương thức truyền thống là cho ăn cỏ.
Thì định hướng tương lai chuyển dần một phần thì mình sẽ bổ sung một số cái cám ngô, cám gạo để đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng trong ngày của nó. Vì mới đầu bây giờ đang đưa từ đồi về thì nó đang thích nghi dần. Mình đã bổ sung dần cho nó về cái cám thức ăn tinh như là cám ngô, cám gạo để nó năng suất thịt cũng như là đảm bảo được cái sức sinh sản nó đạt theo yêu cầu. Để cải thiện đàn giống, năm 2017, anh Nguyễn Thế Dự cũng mạnh dạn mua thêm một con bò đực giống Zebu về lai tạo. Đây là giống bò có tầm vóc khá lớn, ngoại hình đẹp, lượng thịt nhiều, thích nghi tốt với môi trường và ít mắc bệnh tật. Làm cải thiện đàn giống thì gia đình đã lấy một con bò đực giống Rebu ở dưới trang trại lên để cải tạo đàn giống. Hiện tại thì nó đã lai tạo và sinh ra được 2 con bê, thì hiện tại nó có sức sự phát triển và vóc dáng nó to hơn so với bò địa phương, thì đảm bảo chắc chắn rằng cái theo định hướng này thì sau này cái đàn bò sẽ phát triển và gia đình sẽ cho phối giống một số hộ gia đình khác để đảm bảo được cái đàn giống của địa phương dần đang cải thiện. Trong quá trình thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, anh Nguyễn Thế Dự đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, đặc biệt là cách chọn giống, phòng bệnh, chống rét và cách chăm sóc khi bò đến kỳ sinh sản. Từ thành công của gia đình mình, anh Nguyễn Thế Dự đã phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ dân trong thôn cùng phát triển chăn nuôi để giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cụ thể như gia đình ông Nguyễn Văn Theo, từ năm 2017, nhận thấy mô hình nuôi nhốt bò sinh sản của gia đình anh Dự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông cũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, mua 2 con bò về thử nghiệm chăn nuôi sinh sản. Với những kinh nghiệm được anh Dự truyền đạt, bước đầu ông Theo cũng đã gặt hái được thành công từ mô hình này. Cháu đang có nhiều cố gắng, trước hết thì cũng là tìm tòi học hỏi, trong đó là cũng dám nghĩ dám làm. Thứ nhất là cũng chuyển tức là chăn nuôi bò rồi chăn nuôi mòn nhốt. Hiện nay qua quá trình nuôi một thời gian ngắn thì cũng có hiệu quả. Quá trình cháu nuôi như thế tôi cũng học tập, hiện nay tôi cũng mua về 2 con bò nuôi bò nhốt. Hàng năm thì nó sinh con đẻ cái cũng có thu nhập nhất định. Nhà tôi cũng đang phát triển. Hiện nay 5 con rồi. Có thể là quy mô thì có thể phát triển nhiều hơn. Căn cứ vào cái tình hình thực tế tức là cái phải đảm bảo cái thức ăn tức là trồng cỏ nhất là loại cỏ để chăn nuôi bò. Trước hết bản thân đồng chí là một thanh niên rất là tích cực của địa phương, luôn luôn là những cái tấm gương đi đầu trong cái việc là phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Thì đồng chí Nguyễn Thế Dự thì hiện nay ấy là cũng đang là phụ trách về cái mảng là thú y của xã. Cho nên đặc biệt là đồng chí cũng được đào tạo cơ bản về cái mảng nông nghiệp. Chính vì lẽ đó là khi mà sau khi ra trường, đồng chí Nguyễn Thế Dự trở về địa phương thì luôn luôn là một cái tấm gương sáng ở trong cái việc là phát triển kinh tế gia đình. Vừa qua thì đồng chí Nguyễn Thế Dự cũng đã rất là mạnh dạn trong cái việc là đầu tư về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dám nghĩ dám làm, và đặc biệt là cái việc đó là chuyển từ cái mục đích mà cái đất sử dụng mà nó kém hiệu quả ấy, thì chuyển sang cái việc đó là đầu tiên là đồng chí là trồng cái cỏ voi để làm gì? Đó là để làm cái thức ăn để chăn nuôi cho gia súc, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Thì là một mặt thì đồng chí là trồng những cỏ voi để làm thức ăn cho gia súc, một mặt thì đồng chí là tạo ra cái mô hình chăn nuôi là khép kín. Bên cạnh đó thì đồng chí cũng đầu tư về cái mô hình đó là bioga, vừa là chăn nuôi gia súc, gia cầm để là bảo vệ môi trường. Thì đây là cũng là một cái mô hình điểm sáng mà cũng xã cũng đang rất là quan tâm để là nhân rộng cái mô hình này để cho nhân dân ở trong xã là thực hiện. Những thành quả mà anh Nguyễn Thế Dự gặt hái được ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự năng động, nỗ lực và dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Từ mô hình khởi nghiệp thành công của anh sẽ là nguồn động lực không nhỏ thôi thúc các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cùng tham khảo, vận dụng và nhân rộng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.